Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, với giá heo hơi như hiện tại, người chăn nuôi đang có lãi từ 300 cho đến 500 000 đồng trên một con khi xuất chuồng bù đắp thời gian thua lỗ kéo dài trong năm 2023, nhiều người chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn trở lại, khiến cho giá heo giống ở cả thị trường miền Bắc, miền Trung và miền Nam trong thời gian gần đây có xu hướng tăng nhẹ. Giá heo giống miền Bắc đối với dòng heo siêu đang phổ biến 1,4 cho đến 1,6 triệu đồng trên một con với biểu cân 7 cho đến 9 kg. Miền Trung 1,2 cho đến 1,4 triệu đồng trên một con và miền Nam đang dao động khoảng 1,3 cho đến 1,4 triệu đồng trên một con cũng biểu cần như trên. Đây là bảng giá đối với dòng heo siêu. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý 1 năm 2024, tình hình chăn nuôi heo trên cả nước có nhiều khởi sắc hơn do giá heo hơi có xu hướng tăng đều. Tính đến thời điểm hiện tại, giá heo hơi trong nước phổ biến giao quanh từ 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đang niêm yết mức giá cao hơn, thậm chí có những doanh nghiệp niêm yết mức giá lên đến 63.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn đối với người chăn nuôi heo ở trong nước là tình trạng heo nhập lậu vẫn về Việt Nam, đặc biệt heo của Thái Lan bởi các nước ở khu vực và giáp biên với Việt Nam đang có mức giá thấp hơn khoảng từ 8 cho đến 10.000 đồng trên 1 kg với giá heo ở trong nước. Ghi nhận trong ngày hôm nay, một số địa phương ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mức giá cao như khu vực Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương hay khu vực Thái Bình. Mức giá phổ biến trong ngày hôm nay là 58 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi có đàn heo lớn như khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ hay khu vực Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng phổ biến xoay quanh từ 59 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao trong ngày hôm nay cũng đã vượt mức 60.000 đồng như khu vực Lai Châu, Điện Biên. Báo giá trong ngày hôm nay cao nhất là 62.000 đồng trên 1kg. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao ở mức 57 cho đến 61.000 đồng. Nguồn cung heo hơi ở trong dân vẫn còn hạn chế và đặc biệt các doanh nghiệp không bán ổ ạt như trước nữa là nguyên nhân khiến giá heo hơi trong những ngày qua có xuống bật tăng mạnh mẽ. Tuy rằng các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay vẫn thấp hơn so với thị trường miền Bắc, nhưng nhiều nơi đã phổ biến mức giá từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt đơn cử Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mức giá 60.000 đồng. Các địa phương này trong ngày hôm nay vẫn có xu tăng nhẹ. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nhiều nơi vẫn ở mức 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Khu vực miền Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay ở mức từ 55 cho đến 59.000 đồng tùy thuộc vào từng địa phương. Ghi nhận trong ngày hôm nay các địa phương như Ninh Thuận và Bình Thuận ở mức 57 cho đến 59.000 đồng. Phú Yên, Khánh Hòa hay đối với tỉnh Bình Định dao động 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tây Nguyên trong ngày hôm nay có mức giá dao động từ 56 cho đến 59.000 đồng. Phải kể đến các địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai hay là đối với Lâm Đồng vẫn duy trì mức giá cao, thậm chí có những thời điểm trong ngày hôm nay Lâm Đồng đã báo giá lên đến 60.000 đồng. Các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay không có sự biến động nhiều, mức giá 57 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg là khung giá dao động ở các tỉnh cả khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Phải kể đến một số địa phương có mức giá cao như Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hay là đối với bà địa Vũng Tàu, các địa phương này vẫn đang giao quanh 60.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Tây như Bạc Liêu, Bến Tre 58.000 đồng, có nhiều nơi có mức giá 59 cho đến 60.000 đồng như khu vực Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang. Trong khi đó, khu vực Trà Vinh, Vĩnh Long trong ngày hôm nay đi ngang. Và chi tiết hơn theo ghi nhận giá heo trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội phổ biến mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận cục đàn phượng có mức giá 59.000 đồng. Ba vì trong ngày hôm nay, một số nơi báo giá 60.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên có mức giá 59 cho đến 62.000 đồng. Đây là khu vực vẫn duy trì mức giá cao, trong khi đó Thái Bình cũng không kém cạnh nhiều nơi có mức giá 60 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Khi nhận khu vực Thái Thụy của tỉnh Thái Bình, báo giá heo đẹp có mức giá 61 cho đến 62.000 đồng. Hải Dương ở mức 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 57 cho đến 61.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá cao, một số địa phương báo giá 60 cho đến 61.000 đồng đối với heo trọn. Hải Phòng có mức giá 59 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh trong ngày hôm nay cũng có mức giá 59 cho đến 62.000 đồng. Nam Định duy trì khung giá 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Ý Yên, Xuân Trường của tỉnh Nam Định trong ngày hôm nay đang dao động trong khung giá như vậy. Ninh Bình 58 cho đến 61.000 đồng. Phú Thọ trong ngày hôm nay nhiều nơi cũng báo giá 59 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay đạt bình quân 60.000 đồng. Vĩnh Phúc 58 cho đến 61.000 đồng. Khuộc Tuyên Quang có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg, cao bằng 57 cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, đối với Lạng Sơn, phối mức giá 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg. Bắc Cạn, 59 cho đến 60.000 đồng. Lai Chầu và Điện Biên, 58 cho đến 62.000 đồng trên 1 kg. Mức giá 61.000 đồng xuất hiện ở tỉnh Sơn La trong ngày hôm nay. Trong khi đó, đối với Hòa Bình, có mức giá từ 58 cho đến 61.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng duy trì mức giá cao. Thanh Hóa phổ biến mức giá từ 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An 57 cho đến 61.000 đồng. Hà Tĩnh trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 56 cho đến 59.000 đồng. Khu Quảng Trị trong ngày hôm nay giao động mức giá 57 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Huế 56 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực miền Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi, 56 cho đến 59.000 đồng. Khu vực Bình Định trong ngày hôm nay phối mức giá 56 cho đến 57.000 đồng. Phú Yên 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa trong ngày hôm nay cũng đạt mức giá Bình Quân 56 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó Ninh Thuận và Bình Thuận phổ biến mức giá 56 cho đến 59.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên vẫn có xu hướng tăng, Lâm Đồng phối mức giá 57 cho đến 60.000 đồng. Các địa phương như Gia Lai 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Con Tum trong ngày hôm nay với mức giá 55 cho đến 58.000 đồng. Đắk Lắk 56 cho đến 58.000 đồng. Trong khi đó Đắk Nông cũng có mức giá tương tự 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam không còn tăng mạnh, như những ngày trước đó nữa. Mức giá bình quân trong ngày hôm nay ở các địa phương này là 59 cho đến 60.000 đồng. Cũng có những địa phương có mức giá cao hơn, cũng có những địa phương có mức giá thấp hơn tùy thuộc vào chất lượng của heo. Một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ ghi nhận trong ngày hôm nay như Đồng Nai có mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Bà Địa Vũng Tàu trong ngày hôm nay nhỉnh hơn một giá khi địa phương này báo giá 58 cho đến 61.000 đồng trên 1 kg thành phố Hồ Chí Minh giao quanh mức giá 58 cho đến 60.000 đồng. Bình Dương 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Bình Phước trong ngày hôm nay báo giá 58.000 đồng. Tây Ninh cũng báo giá 58 cho đến 59.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ như Kiên Giang trong ngày hôm nay báo giá 57 cho đến 59.000 đồng. Đồng Tháp trong ngày hôm nay có mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau trong ngày hôm nay cũng 57 cho đến 59.000 đồng. Cần Thơ trong ngày hôm nay chạm mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long 59 chín cho đến 60.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh An Giang, phổ biến mức giá 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Sóc Trăng 57 cho đến 60.000 đồng. Bạc Liêu trong ngày hôm nay có mức giá 58 cho đến 59.000 đồng. Trà Vinh 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay cũng ở mức giá 57 cho đến 60.000 đồng nhưng hơn một chút có tiền giang 58 cho đến 61.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay cũng ở mức 58 cho đến 61.000 đồng trên 1kg. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.